đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ ơi. Tình dù chưa phai không trách được tứ ly, ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu được tình hai chúng ta. Xin mến chào tất cả các bác, thì hôm nay xin giới thiệu tới tất cả các bác một bộ cấu hình. Bộ cấu hình này cũng được coi là khá là chất lượng và cục đẩy nó vẫn còn dư công suất để cho anh em sau này có thể nâng cấp thêm những chiếc súp hơi anh em nhé. Thì bộ cấu hình này thì nó sẽ bao gồm, đó là đầu tiên đó là một chiếc micro JBL VM500, sản phẩm hàng loại 1 của China. Anh em có thể biết và có thể thấy được chất âm của con này rất là hay rồi. Đã có rất nhiều các video test, các bài test về chất âm của con mic JBL VM500 này rồi. Những sản phẩm này bên em lưu ý với tất cả anh em đều có tự ngắt, đều có cảm biến gia tốc và có dò sóng sạch để cho anh em có thể sử dụng ba cái chức năng cơ bản và rất cần trong những con micro này. Tiếng thì sạch sẽ, rất là ok, trong tầm giá chỉ 1.800.000 đồng. Và tiếp theo, thiết bị tiếp theo muốn giới thiệu tới anh em đó là một chiếc vang D5. Chiếc vang này nó sẽ là do Chipat sản xuất và sẽ được bảo hành cho anh em lên tới 3 năm bảo hành luôn anh em nhé. Những sản phẩm vang D5 này thì không còn quá là xa lạ với anh em rồi. Anh em có thể thấy được các công trình bên em đi lắp đặt, các công trình karaoke của gia đình, thì anh em có thể thấy là hầu như phần đa số là sẽ sử dụng những chiếc vang D5 này. Chất lượng của nó thì cực kỳ là bền bỉ và chất âm của nó ra thì cực kỳ là hay. Echo và reverb của nó thì cực kỳ là mềm mượt rồi. Có rất nhiều video, rất nhiều các công trình đa số là đã sử dụng những con vang D5 này cho anh em. Con này thì nó sẽ có 8 cổng đầu ra cho anh em, 8 cổng đầu ra và anh em có thể luân chuyển 8 cổng như nhau anh em nhé. 8 cổng như nhau, cổng 1 anh em setup làm full cũng được, cổng 8 setup làm full cũng được. Không phải là bất cứ cổng nào anh em có thể setup. Đấy. Rất là dễ dàng và rất là đơn giản cho anh em. Con này thì chỉnh tay thì cũng có thể anh em có thể chỉnh được, có echo, reverb, mix và music. Anh em cũng có thể chỉnh tay được, anh em có thể tăng cái level này lên này. Và anh em có thể tăng cái time này lên. Tham là độ nhanh chậm của Eco, anh em có thể tăng lên, chỉnh đơn giản bên ngoài thôi. Đi sâu với con này thì em không hướng dẫn anh em được, bởi vì đi sâu với con này để chỉnh tay thì nó rất là mất nhiều thời gian. Chỉnh tay cũng rất là dễ dàng cho anh em. Đấy. Có màn hình hiển thị này. Con vang này hiện tại với giá là 4.100.000 đồng và được bảo hành cho anh em lên tới 3 năm anh em nhé. 3 năm bảo hành cho anh em luôn. Và tiếp theo đó là cục đẩy LX Acoustic F3120. Cục đẩy này với 3 kênh, anh em có thể nhìn thấy đây, kênh A, kênh B và kênh C. Với kênh A và kênh B, công suất nó sẽ cho ra nó là 600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và kênh C này nó sẽ là 1200W ở chế độ 8 ohm cho anh em. Với 1200W này thì anh em có thể sử dụng được với những chiếc súp hơi 50. Và hai kênh AB này, anh em có thể chơi được những cặp bass 30 và những cặp bass 25. Đấy, rất thoải mái cho anh em. Một cặp 30 và một cặp 25 anh em có thể sử dụng. Và kênh C này thì là công suất lớn thì anh em chuyên để đánh súp, rất là ok cho anh em đúng không ạ? 3120. Cục đẩy này với giá là 7.200.000 đồng cho anh em. Kênh A, kênh B với 600W, kênh C với giá với công suất đó là 1200W. Và những đôi loa ở đây thì em sử dụng những đôi loa của LX Acoustic mang mã hiệu là V12, sử dụng một bass 30, check kèn 450 từ 30 từ 190 qua 76 anh em nhé. Với những dòng này thì anh em có thể đặt làm monitor đều được. Anh em có thể nhìn thấy các lớp thùng nó sẽ vát này. Anh em có thể đặt làm monitor đều được, rất là ok. Cặp loa này với giá đó chỉ là 7.600.000 đồng anh em nhé. Cặp loa chỉ 7.600.000 đồng thôi. Đằng sau em có JBL KP4012 từ thường check nem, giá sẽ cao hơn với giá là 8.200.000 đồng. Còn cặp loa này với giá đó là 7.600.000 đồng. Với những bộ cấu hình này thì nó đồng bộ anh em, mặt màu đen anh em thể nhìn thấy rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Mic JBL, vang D5, cũng đẩy F3120 và loa V12 rất chất lượng cho anh em. Bộ cấu hình này thì mai sau anh em có thể nâng cấp thêm súp, anh em đánh vào cổng C thôi, một chiếc súp hơi 50 rất là ok cho anh em luôn, đầy đủ vừa công suất cho anh em luôn. Vừa công suất để anh em có thể sử dụng gia đình rất là thoải mái, cả bát 30, cả bát 25 và một chiếc súp hơi 50, thế là ok đúng không ạ? Thì anh em cùng đeo tai nghe em sẽ hát thử một đoạn để cho anh em thưởng thức được chất âm của những con vang này và của cả bộ cấu hình này, để cho anh em có thể nghe và cảm nhận.
Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em có nhu cầu mua lẻ thiết bị thì em xin báo giá lại tới tất cả anh em. Mic JBL VM500 với giá 1.800.000 đồng, vang D5 với giá 4.100.000 đồng bảo hành cho anh em 3 năm, cũng đẩy 3 kênh F3120 với giá là 7.200.000 đồng, và cặp loa V12 này với giá đó là 7.600.000 đồng. Rồi, mời anh em cùng đeo tai nghe và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ. Đơn đau tôi mừng tiếng lòng mình ơi, cho những đây hai đứa hôn cách biệt anh ơi, lâu mắt rồi tôi xin cô cười làm lòng người, đành hẹn kiếp sau mình.